This time, we're gonna make our way to the crematory. We could follow right behind Father, and the family could come right on the side of your loved one. Need one more individual. Tang 47. Anh chị em thân mến, chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hòa táng cho thân xác Jenna Trần Thị Lan Hương. Việc hòa táng này nhắc chúng ta nhớ đến thân phận bổng dọn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro. Đời mai sau thân xác được tái tạo trong trời mới đất mới. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm chúng con khi sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày. Và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Cha
thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hỏa táng thân xác người thân chúng con là Sona Trần Thị Lan Hương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái, chúng ta biết Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêu. Người đã cho ông Môsê được gặp người qua bùi gai rực lửa. Người cũng hiện diện giữa dân người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc. Chính Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến thánh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta. Người cũng mời chúng ta đến dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn thiêu. Với những sắc tính ấy, trong việc cử hành nghi thức hòa táng hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha như lời nguyện xin tha thiết đầy tin tưởng sau đây. Lạy Cha, có một Cha là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên. Xin cho ánh sáng tin mừng được thắp lên trong toàn giáo hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thân xác Jonah Trần Thị Lan Hương, xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn đun nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho Jonah Trần Thị Lan Hương được làm người, được làm con Cha. Chúng con tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho bà Trần Thị Lan Hương trong cuộc đời. Giờ đây Cha lại gọi linh hồn Jonah về với Cha. Xin Cha thương xót linh hồn Jonah cùng với những việc lành, cũng như mọi sự yếu đuối của linh hồn Jonah. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cũng như thân xác của Jonah Trần Thị Lan Hương sắp thành những hạt bụi mất hút trong lòng đời, xin Cha cho mỗi người chúng con cũng biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho thân nhân của Jonah Trần Thị Lan Hương nhận được mọi ơn lành của Cha và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam rô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, giờ để chúng con phó dâng linh hồn Jonah cho tình thương của Cha, và chúng con hỏa táng thân xác Jonah Trần Thị Lan Hương như cuộc lễ toàn thiêu dâng lên Cha. Xin cho lễ hiến dâng này cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con được kết hợp với Đức Giêsu trên thập giá thành cuộc lễ đẹp lòng Cha. Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện được như hương trầm tỏa bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho linh hồn Jonah và mọi người đã chết trong ân tình Cha được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Jonah được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn đời chiếu soi trên linh hồn Jonah. Chúng ta mở trang 24. Bài hát sinh vân. Mẹ ơi, đời
con xuôi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy sân tràn đầy đó. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Mẹ ơi, đời con rồi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bầy trong trăng trần muôn lối. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Lạy Chúa, xin Chúa làm phép và thánh hóa thánh giá này, để cho người thân trong gia đình khi nhìn đến thánh giá tình yêu thương của Chúa, nhận ra sự hiện diện, nâng đỡ, hủy an, và nhất là sự sống đời đời mà Chúa muốn tặng ban, và nhất là cũng dành thời giờ cùng nguyện cho hồn Joanna. Xin biến đổi sự đau buồn của chúng con thành lời cầu nguyện nương tựa nơi Chúa. Sự lo lắng bận tâm của chúng con thành sự quan tâm yêu mến lẫn nhau. Xin gửi thánh giá này lại cho anh. Lời chia lời chia buồn, chia buồn đến gia đình trong sự mà khó khăn mất mát này. Tôi cầu nguyện cho linh hồn Joanna chúng con cảm ơn cha. Thưa gia đình, có gì, có đôi lời gì với mọi người có mặt ở đây? Chúng con cảm ơn. Vâng. Thì sẽ phép bắt đầu.